Lộc ơi. Xin chào mọi người, đây là những hình ảnh trong chuyến du lịch Bảo Lộc của Lộc ơi nè mọi người. Những hình ảnh khá là đẹp về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ai có ý định du lịch Bảo Lộc thì có thể xem qua cái video này để biết được những địa điểm có thể tham quan Bảo Lộc nha mọi người. Đây chỉ là một phần rất là nhỏ trong những cái địa điểm tại Bảo Lộc mà thôi. Hiện tại thì Lộc đang ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lộc đang đi trên con đường trung tâm của thành phố Bảo Lộc. Hôm nay sẽ đi tham quan cái cây lá đỏ mọi người. Một cái loại cây đặc hữu chỉ có ở Bảo Lâm, Lâm Đồng mà thôi. Không khí ở Bảo Lộc thì rất là mát mẻ, trong lành nha mọi người. Một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Đây nè mọi người, đây là cây lá đỏ ở thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Một mình cái cây này nó nằm sừng sững giữa một cái ngọn núi. Tiếp theo là Lộc sẽ đến với Lộc An để quay cái cây ngôi nhà sắc pháo á mọi người. Thì tiền đường thì Lộc sẽ quay về Hồ Nam Phương để quay cảnh của chùa Chài, một cái ngôi chùa ngay trung tâm của thành phố Bảo Lộc luôn. Tiếp theo thì Lộc sẽ đến với tu viện Bát Nhã. Vào cái dịp Tết vừa qua thì cái tu viện Bát Nhã có cái những cái cây hoa phượng vàng rất là đẹp nhé. Đây này mọi người, cái cây phượng vàng là cái cây này này, rất là tuyệt vời luôn. Nó rực sáng cả một cái bầu trời, nhìn khá là đẹp. Tu viện Bát Nhã này thì rất gần thác Đam Ri nhé. Mọi người đi tu viện Bát Nhã xong tham quan thác Đam Ri là quá tuyệt. Còn đây là săn mây tại đèo mây Lộc Thành này mọi người. Hôm nay Lộc đi thì hơi ít mây. Tiếp theo Lộc sẽ đến với thác Cầu Đôi ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và đây là hình ảnh về đập Đắc Long Thượng, một trong những đập nước khá là đẹp tại Bảo Lâm, Lâm Đồng. Ở đây thì có rất là nhiều dịch vụ vui chơi nha mọi người. Tiếp theo là vào buổi chiều thì Lộc sẽ đi ngắm hoàng hôn tại đập Mai Thành, thành phố Bảo Lộc. Sau khi ngắm hoàng hôn về thì chúng ta sẽ thưởng thức đồ nướng, không khí xe lạnh của Bảo Lộc rất là tuyệt nhé. Sau video Lộc ơi xin dừng lại ở đây. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong chuyến hành trình của Lộc ơi. Cảm ơn mọi người.